Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Bado Official. Ở video này mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn về cái cách mà chúng ta sẽ xử lý để in một loạt tờ giấy khen từ file khách hàng đem đến. Thì các bạn biết là giấy khen cũng có thể là mình in theo nhiều cách. Cái thứ nhất là có thể mình mua từ một cái phôi, một cái phôi có sẵn. Sau đó mình về mình sẽ thiết kế design lại nội dung dựa trên cái phôi đó và chúng ta bắt đầu in. Cái thứ hai nữa là mình sẽ thiết kế file trực tiếp từ file Corel. Thì đa số cái file mà thiết kế từ file Corel thì hiện tại bây giờ nó đang thịnh hành hơn, tại vì tất cả các cơ quan hoặc là một số các công ty đều họ muốn có một cái gì đó riêng biệt, do đó sẽ họ không có thích một cái mẫu giấy khen mà in dạng in bán lẻ bán sỉ ngoài chợ thì nó sẽ không có đẹp. Do đó là cái file mà thiết kế theo từng đơn vị nó sẽ chuộng hơn. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn về cái cách từ đầu đến cuối làm để in ra một tờ giấy khen như thế nào. Thì các bạn hãy theo dõi hết video nha, và đừng có tua qua video để các bạn biết cái cách các bạn làm như thế nào, từ lúc xử lý file rồi đến khi đến công đoạn cuối cùng là in ra. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào máy nhé. Như các bạn biết là khách hàng đã gửi cho mình một cái file, một cái danh sách qua bên phần mềm Zalo. Thì ở đây các bạn thấy là họ gửi luôn cái mẫu mà đợt trước mình đã design rồi. Một cái mẫu lúc trước mình đã design và mình đã lưu lại trong cái phần file khách hàng. Thì hôm nay mình sẽ lấy cái mẫu đó ra mình làm lại thôi. Rồi bây giờ mình sẽ, đây là cái danh sách, thì mình sẽ download, mình sẽ mở cái danh sách này lên. Trước tiên để làm file khách hàng thì mình khuyên các bạn là mỗi lần mà in giấy khen hay là những cái giấy tờ gì mà nó liên quan với số lượng nhiều thì các bạn nên yêu cầu khách hàng gửi cái danh sách. Tại vì đa số hiện tại bây giờ nếu khách hàng có danh sách thì khách hàng mới gửi qua cho mình được các bạn. Thông thường thì khách hàng hay thường là in ra xong rồi mới đem qua cho mình. Thì mình yêu cầu khách hàng luôn là khi mà in cái danh sách thì yêu cầu in giấy khen thì yêu cầu luôn khách hàng là gửi cái danh sách qua cho mình. Để làm chi? Thứ nhất là để khi mình làm là tránh cái sai sót trong quá trình, nếu mà các bạn đánh với số lượng nhiều. Ví dụ như 10, 20 tờ giấy khen thì có thể là các bạn đánh được, các bạn kiểm tra được. Nhưng mà với số lượng, ví dụ có thể là những cái loại giấy khen như là giấy khen học sinh cuối năm mà tới mấy trăm hoặc là 1.000 cái tờ giấy khen, thì các bạn không thể nào các bạn ngồi và các bạn đánh từng tên được. Và do đó các bạn nên yêu cầu trường hoặc là khách hàng gửi một cái file danh sách tổng thể qua để cho mình làm. Khi mà mình đưa vào mình trộn thư thì nó sẽ tránh được cái sai sót rất là nhiều. Còn nếu mà sai thì do là trong quá trình đánh thì có thể là khách hàng đánh nó sai một hai tên thì có thể mình in lại thì rất là dễ. Rồi bây giờ đây là cái file danh sách nè. Thì các bạn thấy ở trên đây nó có tựa đề rồi. Thì cái file danh sách của mình á, để mà mình trộn cái nội dung á, thì các bạn nên mở cái file giấy khen lên. Thì bây giờ mình sẽ mở cái file giấy khen lên nha. Thì mình để mình coi những cái phần nào cần thì mình sẽ làm. Ở đây mình sẽ tìm lại cái giấy khen của bên VNPT. Cái file của cái máy của mình nó rất là nhiều, tại mình đa số mình làm xong là mình hay thường lưu lại. Còn đối với một số cái tài dữ liệu nào mà lâu quá không sử dụng thì mình sẽ bắt đầu mình xóa đi. Các bạn chờ mình một chút, mình sẽ tìm lại cái file giấy khen. Đây là cái giấy khen của VNPT. Đây là mẫu giấy khen nè, mẫu khen thứ 6 nè, rất là nhiều. Đây mình mở một cái lên cho các bạn coi. Cái mẫu giấy khen này lúc trước thì khách hàng cũng đưa qua cho mình. Rồi mình sẽ ngồi mình vẽ lại cái vector. Rồi sau đó mình sẽ lưu lại máy. Đa số mà những cái gì, những cái file thiết kế mình thiết kế thì các bạn nên lưu lại trong máy, để khi nào mà khách hàng sẽ tới mình. Đôi khi cái giấy khen các bạn biết là cả năm mới in một lần,
thì do đó các bạn cần nên là các bạn lưu lại. Thì đây là cái mẫu giấy khen của khách hàng đây, mình sẽ copy qua một cái file riêng. Các bạn mở một cái file riêng ra, các bạn copy để các bạn làm khỏi lộn. Đối với khách hàng thì yêu cầu mình làm một cái giấy khen kích thước là 25-35. Đây các bạn sẽ coi lại kích thước tờ giấy khen khách hàng yêu cầu nha. Đây kích thước là 25-35 nè. Đây 25-35, đây là kích thước cũ. Thì ở trên đây á, là nó cái phần rồi à. Thì cái nội dung thì nó không có gì thay đổi à. Thì người ký tên cũng không. Các bạn nên coi lại cái nội dung nè à, giấy khen nè, quyết định nha, ngày. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái define, một cái xử lý cái thông tin trước. Tức là các bạn sẽ thấy ở đây là nó có nè, thứ nhất họ tên, thứ nhất chức vụ và làm việc tại cái phòng nào à, cái đơn vị nào đó. Và đây là cái nội dung khen. Và đây là tên của giám đốc ký, ngày ký và số quyết định. Thì bây giờ mình sẽ xử lý nè. Thứ nhất là các bạn nên để số, các bạn cho phần trên đây các bạn bỏ đi. Tại vì ở đây khi mà đưa vô trọng thư nó sẽ không có cần liên quan nữa. Mình sẽ đưa thứ nhất là cái số thứ tự. Thứ hai là cái giới tính. Tại giới tính ở bên phần giấy khen này nó có là ông bà nè, thì chập nữa mình sẽ đưa phần vô phần giới tính cho nó dễ. Rồi. Giới tính. Thứ nhất vị trí làm việc. Vị trí làm việc là ở cái phòng này. Tuy nhiên khi mà các bạn người ta đánh là đánh theo cái danh sách phòng này thôi. Đúng chưa? Một thì theo mình hay ở đây mình làm là mình sẽ cắt cái này đi và mình bỏ qua đây. Đấy. Đấy. Cái bà này là ví dụ như bà Lê Thị Minh Hiền, thì ở vị trí công việc của bà là kế toán tổng hợp phòng à, kế toán tổng hợp, đúng chưa? Thì đó mình sẽ coi như vậy. Đây thì cái này nó sẽ gạch ngang. Đây. Phòng, đúng chưa? Thì cái này mình sẽ đưa đây. Còn đối với cái phòng này, các bạn cái phòng này là trực thuộc ở dưới đây thì các bạn nên đưa xuống đây. Thì để nó để đầy đủ hết. Rồi. Đây là cái cách xử lý file ban đầu, các bạn nên xử lý trước hết rồi sau đó chúng ta làm rất là dễ. Đó, chúng ta làm copy qua hết thế này, tức là nhân viên thu ngân phòng bán hàng thành phố Phan Thiết không ạ? Đó. Ta sẽ xử lý cái file. Khi các bạn xử lý cái file xong hết rồi, chúng ta chập nữa chúng ta bỏ vào chúng ta chọn thư thì rất là nhanh. Nên các bạn cứ theo dõi hết video nha, để các bạn biết cách các bạn làm. Các bạn khi các bạn làm thì các bạn nên là kiểm tra chính xác nha. Chứ mà khi mà các bạn copy qua sai một cái là nó sẽ sai hoàn toàn đấy.
Rồi, đây là phần copy xong. Bây giờ những cái phần này không cần, những cái dòng trống không cần, các bạn xóa đi, không cần thiết nữa. Đây rồi, sau khi xong đúng không, như thế này là các bạn kiểm tra, các bạn coi lại một lần nữa là cái file này mình đã xong xong hết chưa. Nếu mà xong hết rồi đúng không, nếu mà xong hết rồi thì bây giờ các bạn sẽ lưu lại cái file mà nơi mà các bạn sẽ chọn lưu á. Ở đây mình sẽ lưu vào desktop, tại giấy khen nội dung ha, mình sẽ save lại. Rồi, cái đó là tới phần này, tức là mình đã xử lý xong cái phần dữ liệu thông tin, phần dữ liệu thông tin nội dung. Rồi tiếp đến là bây giờ các bạn sẽ coi là cái số quyết định nè, số 08 ngày 14 tháng 1 2020, số 08 nè. Bây giờ các bạn sẽ thấy đây là số 08 nha, số 08 các bạn đánh đây 08 là cái quyết định nè. Các bạn coi lại ngày họ yêu cầu ngày nào, ngày 14 tháng 1 đúng không, ngày 14 01 2020 thì ở đây cũng vậy, ở đây ngày ký cũng là ngày 14 01 2020. Rồi bây giờ giám đốc, đây mình sẽ coi là cái file mẫu của khách hàng gửi nha. Đây, cái này là giám đốc trung tâm kinh doanh VNPT Bình Thuận, Trịnh Thế Muôn. Đây nha, các bạn phải lấy câu này, ở đây là mình lấy cái mẫu giấy khen khen khác. Do đó mình sẽ chọn là cái mẫu giấy khen. Đây. Này đúng chưa? Rồi, mình sẽ lấy cái dùng cái mẫu này để mình làm. Rồi mình bỏ cái mẫu hồi nãy đi. Còn copy cái này ra để mình tạo một cái file mới riêng. Đây là file mới. Thứ nhất, các bạn sẽ thấy đây là cái nội dung nè. Bây giờ mình sẽ sửa lại, đây là ngày cái quyết định 08 14 tháng 1 2020, thì ở đây là ngày 14 tháng 1 năm 2020. Cái này là đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 không? Ngày 14 giám đốc Trịnh Thế Mô. Rồi coi như là đây là phần xong xử lý phần file. Hồi nãy là xử lý bằng phần dữ liệu đúng không, bây giờ xử lý phần file. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đưa cái phần dữ liệu vào trong cái file này, thì chúng ta sẽ làm theo hình thức trộn thư. Thì các bạn nên sử dụng phần mềm Corel, tại vì các bạn biết là phần mềm Corel nó có một cái chức năng trộn thư rất là hay. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn theo dõi nha, các bạn hãy theo dõi hết video của mình nha. Thứ nhất, các bạn vào file, các bạn chọn vào print mail, read plot print mail. Các bạn chọn phía dưới vào cái nút import test for ở file ODBC nè, data source nè. Được chưa? Rồi các bạn chọn ở dưới nè, các bạn ODBC source nè. Chọn select ODBC. Rồi, tới đây các bạn chọn new cho mình. Và ở đây nè, các bạn sẽ thấy nè, hồi nãy á, tất cả các dữ liệu mình khuyên các bạn nên sử dụng qua bên Excel. Nếu mà cái file khách hàng mà người họ gửi cho mình bằng file Word thì các bạn nên xử lý qua là file Excel. Chúng ta sẽ copy qua file Excel chúng ta xử lý.
Thì trong đây nó phần mềm Corel nó hỗ trợ về cái đuôi Excel thì nhiều. Đây nè. Ha, thì chúng ta sẽ chọn vào cái đuôi Excel. Các bạn chấm chọn nét. Rồi tới đây nó có cái đường dẫn chúng ta dẫn tới cái file hồi nãy chúng ta lưu á, thì các bạn sẽ tới vào trong desktop. Thì khi tới đây các bạn sẽ thấy không có file thì các bạn chọn như đây nè, chọn cái sừng sụt xuống các bạn chọn All File. Thì hồi nãy là nó có một cái danh sách mà mình đã lưu đó. Hồi nãy có một cái danh sách đây. Cái khe à. Thì các bạn chọn vào danh sách và các bạn chọn Save. Sau khi xong rồi các bạn chọn Next cho mình. Và còn tiếp theo các bạn chọn Finish. Tới đây các bạn khỏi cần chọn bấm OK, tại nếu mà các bạn bấm OK nó sẽ tạo ra một cái file sụt ở trong cái Corel. Do đó mình sẽ không có lấy file sụt đó mình làm, do đó là mình sẽ tắt cái này đi. Và sau đó các bạn qua cái phần Machine Data Sụt nè. À, rồi các bạn chọn tiếp cho mình cái Excel file. Tức là mình sử dụng cái Excel file đó, mình bấm OK. Thì ở đây các bạn sẽ thấy hiện ra nè. Thì ở đây nó còn sẽ có cái danh sách này nha. Đây là các bạn sẽ thấy cái danh sách này. Rồi các bạn bấm vào. Các bạn chọn OK. Rồi tới đây. Rồi tới đây ha. Các bạn bắt đầu bấm tiếp nè. Bấm OK cho mình. Các bạn chọn Next. Và các bạn nêu Next tiếp. Next. Finish. Rồi. Ở trên đây nó sẽ hiện ra một cái phần. Ha. Tức là nó sẽ hiện ra một cái phần như thế này cho các bạn nè. Bình thường thì nó không có đâu. Đây mình sẽ lấy ra cho các bạn coi. Thì nó sẽ hiện ra một cái phần trên này nè nha. Nó hiện ra một cái phần trên đây. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy thế này. Thứ nhất là các bạn cần cái nhất là cái gì? Là giới tính đúng không? Là ông bà. Ông bà là giới tính nè. Thì các bạn chọn vào đây, các bạn chọn xuống phần giới tính. À, giới tính. Các bạn coi mẫu thử giới tính cũng à, không có dấu chấm gì hết. À, thứ nhất là các bạn chọn giới tính. À, các bạn bấm vào đây nè, insert print. Tức là chọn giới tính, tức là phần giới tính. Cái phần thứ hai đó là phần họ tên của người được khen. Thì các bạn chọn vào cái gì? Họ tên. Các bạn bấm vào cái insert print mail field. À, thì nó ra phần họ tên. Cái thứ ba là cái vị trí công việc. Thì các bạn chọn vào trong cái phần này. À, tiếp đến các bạn chọn vào vị trí công việc và các bạn chọn vào interview. Ha. Rồi. Tới đây là bắt đầu coi như là mình đã đưa cái phần trộn thư xong. Tiếp đến là các bạn sẽ xem qua một lượt. Các bạn sẽ chỉnh là thứ nhất là cái chữ. Thông thường cái chữ này á, cái chữ giới tính á, thông thường nó sẽ nhỏ hơn một chút. Thì ở đây người ta nó đang là cỡ, để mình coi cỡ nào. Thì các bạn hạ nó xuống đi. Ví dụ đây là 24. Ha. Ở đây mình cho 24 thì cái này nó nằm 27, 28 thì cũng được. Tức là mình sẽ cho cái giới tính nó sẽ nhỏ hơn cái họ tên để cái họ tên đó, nó sẽ nổi bật lên. À, và cái vị trí công việc á, thông thường á, thì nó sẽ bằng với lại cái câu thành tích khen. Do đó là ở đây trên đây ví dụ như 27 thì trên đây mình cũng chọn 27 nè. Rồi à, sau khi mình chỉnh sửa xong, các bạn chỉnh sửa xong các bạn cân đối, tức là các bạn chỉnh sửa trong cái năng này, tức là các bạn phải chọn vào cái phần là center trên đây nha, tức là tích canh cái dòng chữ sau center cho trong cái khổ này, thì ở phần dòng dưới nó cũng chọn thế đó. Sau khi các bạn canh chỉnh xong cái phần file, cái phần giấy khen rồi, tới đây xong là các bạn bầu tới. Thông thường á, thì nó sẽ hiện ra một cái thanh nằm trong đây nè, nhưng do đó mình bỏ cái thanh vào trong đây nè. Do đó mình sẽ có cái đây, nếu các bạn không thấy á, thì các bạn sẽ có hai mũi tên nè. Ha, các bạn nhấn vào cái nút hai mũi tên góc phải đây nè, rồi các bạn chọn vào cái phần print, ha, mail print to new document. Tức là nó sẽ hiện ra một loạt cái danh sách, là 40 danh sách nó sẽ trộn cho mình. Rồi các bạn bấm vào đây cho mình. À, các bạn đợi nó load ra nha. Thì nó sẽ load ra một cái print mail mới đây. Các bạn sẽ thấy trên đây nó có một print mail mới đúng không? Đây nè, print mail mới. Thì các bạn sẽ thấy dưới đây là nó sẽ ra luôn là bốn từ 1 đến 40 danh sách. Thì ở đây nó có phần 1 đến 40 danh sách. Thì có cái một điểm đặc biệt, tức là ở trong phần Corel này á, tức là nó sẽ cho mình thấy luôn những là ví dụ như 100 cái giấy khen thì nó sẽ hiện ra 100 bảng cái tờ giấy khen như thế này. Và mình sẽ để mình trên xem chính xác á,
xem chính xác mình canh chỉnh như thế nào, các bạn bấm F4 cho bàn phím, tức là nó sẽ chọn những cái vùng hay nó chọn hết những cái đối tượng trong cái đó mình coi. Thì đây các bạn sẽ thấy nè, họ tên bà nè, kế toán họ hợp nhiệm vụ đúng không, phòng nhiệm vụ, tức là nó sẽ không, nó hoàn thiện hết rồi nè, các bạn sẽ thấy không, đây nè tên bà nè nha, cái này là bà thứ nhất, qua tên thứ hai đây, qua tên thứ hai nó sẽ trộn thư thêm tên thứ hai như thế này. Rồi rồi qua phần thứ ba đó, thì nó khi mà mình sẽ kiểm tra qua một lượt, các bạn nếu thấy cái phần nào không hợp lý, ví dụ như ở đây nè, các bạn sẽ thấy là cái tên cái chữ cái chữ dòng chữ này nó sẽ gần bằng với cái dòng chữ của cái thành tích khen, thì mình sẽ thấy cái tờ giấy khen nó không có đẹp, do đó các bạn sẽ co lại một chút ha, các bạn sẽ chỉnh lại một lượt nữa ha, các bạn sẽ xem lại một lượt nữa đó như thế này đó, các bạn sẽ kéo hơn một chút như vậy. Thì cái tờ giấy khen nó theo một dạng hình tháp, đây là các bạn sẽ thấy của tờ giấy khen đó, theo dạng hình tháp đó, thì nó rất là đẹp ha. Cũng có một số trường hợp mà khách hàng đó, họ sẽ không có muốn như vậy, thì họ muốn làm sao thì để như vậy, thì các bạn cứ việc để như vậy cho họ thôi, chỉ cần canh chỉnh sao cho nó nằm đúng trong cái khung của cái hình background là được. Này rồi các bạn sẽ rà qua một lượt là coi thử nó còn sai sót gì hay không, ví dụ như trong một số cái quá trình danh sách đánh á, thì có những người ta đánh nó bị sai tên hoặc là nó bị chữ viết khoa viết thường, thì ở đó là các bạn nên xem qua một lượt, tức là trong Corel nó sẽ cho mình xem qua một lượt như thế này ha, xem qua một lượt như thế này à, nó rất là thuận tiện đúng chưa đó. Ví dụ chỗ này nó dài quá nè, dài quá thì các bạn nên co lại nó một chút đây, các bạn nên co lại cho nó một chút và cho nó cân đối. À, chúng ta sẽ kiểm tra hết một lượt như thế này. Rồi như vậy thì toàn bộ cái giấy khen chúng ta là làm xong phần trộn thư hoàn chỉnh, nó đã ra đúng 40 tên theo yêu cầu và nó mình đã căn chỉnh xong phải không. Rồi bây giờ tới phần in, thì tới phần in thì nó mình nghĩ nó đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ in ra một, bây giờ trước khi in á, là các bạn nên seal lại. Mục đích của việc seal lại là để trong quá trình sợ trong quá trình mình in là nó bị cúp điện, tại vì cái phần phần trộn thư này nè là nó sẽ không có lưu lại cho mình, do đó là mình sẽ vào lưu lại cái phần trộn thư này, tức là nó sẽ hiện ra một cái file, nó giống như một cái file riêng rồi. Thì chúng ta vào size s, chúng ta sẽ đặt cái tên là file giấy khen in, giấy khen in chuẩn à. Rồi chúng ta sẽ save lại là trong laptop, để khi ví dụ như là trong quá trình về thì khi khách hàng nó có, khi khách hàng có chỉnh sửa gì thêm hoặc là có sai sót nào một hai tên đó, thì chúng ta sẽ lấy là cái file này chúng ta sửa, do đó là chúng ta nên lưu lại nên lưu lại là như vậy. Còn cái file này giống như là cái file này chỉ để là mình chỉ đưa cái dữ liệu vào thôi, còn cái file này mới là cái file in này của mình. Rồi rồi sau khi lưu file xong đúng không, sau khi lưu file xong các bạn sẽ thấy một cái file nằm ở đây nè, thì sau này á giấy khen chuẩn đây nè, mình đã lưu một cái file nằm đây rồi đúng không. Thì khi mà sau này á mà khách hàng á mà có yêu cầu sửa gì thêm hoặc là có ví dụ trong quá trình khách hàng đóng dấu nó bị sai cái tờ nào đó, thì mình sẽ mở cái file này ra và mình dựa vào seal cái tên của họ, cái số thứ tự này đó. Mục đích để số thứ tự là mình để kiểm soát được cái tên nó nằm ở vị trí nào khi mình tìm ra cho dễ nè. Rồi sau khi seal file xong bây giờ mình tới phần in. Rồi về phần in ấn thì mình nghĩ cũng đơn giản, khi tới cái bước này rồi thì các bạn chỉ cần bấm Ctrl B là chúng ta bắt đầu làm dùng lệnh in. Ở đây mình đang sử dụng cái máy Ricoh SBC830DN, thì các bạn chọn vào máy, cái máy các bạn cần in, rồi sau đó các bạn chọn vào Verizon, rồi các bạn chọn vào, ở đây đang là mình sẽ dùng sử dụng khổ A3 thì mình chọn khổ giấy A3, hoặc này các bạn sử dụng khổ A4 thì các bạn chọn A4. Ở đây cái là cái khổ giấy ngang thì mình chọn khổ giấy ngang, ở đây nó có hai loại giấy, giấy ngang, giấy đứng và giấy ngang, thì đây mình chọn giấy ngang. Còn ở đây thì nó sẽ chọn, thứ nhất là khi mà các bạn in giấy khen mỏng các bạn chọn khe 1, khe 2, khe 3 gì đó thì tùy, nhưng ở đây mình đang đặt ở khe bát, do đó mình sẽ chọn khe bát. Và cái độ dày của giấy là mình đang sử dụng in giấy có C định lượng 300, do đó là mình sẽ chọn vào cái độ dày của giấy này, đây là thích 4, ở đây nó có nhiều độ dày, thứ nhất là thích 1 là từ 0106 đến 169 này.
À, các bạn sẽ thấy cái độ dày khác nhau thế này. Thì ở đây mình sẽ chọn định lượng 300. Rồi sau khi chọn hết xong, các bạn bấm OK. Thì ở cái phần này nó có nhiều phần. Thứ nhất, nếu các bạn muốn in từ 1 đến 40 luôn á, 40 trang như vậy, thì các bạn sẽ bấm vào trong Current Document. Document thì nó sẽ in từ 1 đến 40, số 40. Khi mà các bạn bấm vào Current Page á, tức là nó sẽ in những cái trang mà các bạn đang dừng ở vị trí đó. Ví dụ như mình đang dừng ở vị trí số 1, thì nó sẽ in trang số 1 thôi. Sau khi các bạn chọn trang mong muốn in rồi, bây giờ mình sẽ vào bấm OK và các bạn sẽ đợi kết quả nha. Rồi sau khi bấm lệnh in xong, tức là đây các bạn sẽ thấy nè, cái đây là cái tờ giấy khen đã hoàn chỉnh xong ha. Các bạn sẽ thấy những cái phần thông tin khách hàng. Đây là một cái tờ giấy khen đã hoàn chỉnh sau khi mình đã xử lý từ bước xử lý file đến khi in một cái tờ giấy khen như thế này. Thì có một cái bổ sung nhỏ cho các bạn ở video này nữa, tức là khi mà các bạn làm xong cái file thì các bạn nên xuất ra file PDF để các bạn gửi cho khách hàng coi một lần nữa. Nếu mà khách hàng đồng ý OK rồi thì chúng ta bắt đầu tiến hành in. Thì như vậy thì khi trong quá trình sai sót á, thì khách hàng sẽ không đổ thừa mình được. Đó là toàn bộ cái quá trình mà từ lúc tiếp nhận file đến khi xử lý một cái file in giấy khen hoàn chỉnh. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích video này. Hy vọng mình cái video này sẽ giúp ích cho tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn mới vào nghề lĩnh vực photo in ấn và biết cách in một loạt giấy khen để tránh sai sót. Nếu các bạn yêu thích video thì các bạn hãy bấm like để ủng hộ tinh thần cho mình nhé. Và nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy share để cho mọi người cùng biết và cùng theo dõi. Nếu các bạn nào mới ghé qua kênh Bado Optical thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh Bado Official và nhấn vào biểu tượng quả chuông. Khi mình chia sẻ những video mới lên thì các bạn là sẽ nhận được thông báo và theo dõi những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm mà của mình trong lĩnh vực photo in ấn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Chúc các bạn làm ăn ngày càng phát đạt, thật kiếm thật nhiều tiền và dồi dào sức khỏe. Bye bye.